Tại sao ông không giết tôi chết đi? Tại sao? Tại sao ông lại hại chết thằng nhỏ? Nó có tội gì đâu. Ông vừa lòng chưa? Ông hả dạ chưa? Ông giết con ông rồi ông Hội ơi. Ông giết con ông rồi. Nó là con của ông. Hả? Nó là con của ông đó. Ông biết chưa? Trời ơi con tôi. Em nói sao? Bé Phúc là con của ba anh, là em ruột của anh sao? Trời ơi, quả báo đi mà. Ông Hội ơi, ông có thấy hậu quả chưa? Ông thấy chưa? Ông giết thằng nhỏ rồi. Nó là con của ông mà. Trời ơi, con của tôi. Nó là con của tôi sao? Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Lẽ nào chính tay tôi giết con tôi sao? Tôi giết con tôi thật rồi sao? Trời ơi, đạo lý luân thường đảo lộn hết rồi sao? Tất cả là tại tôi. Tại tôi sao hỡi ông trời ơi? Ông không phải là con người. Ông là loài quỷ dữ. Ông là một con thú mà. Phải rồi. Chửi nữa đi. Tôi là quỷ dữ. Tôi là giả thú. Tôi không phải là con người. Tôi không phải là con người. Mà cũng không phải con thú nữa. Vậy thì trời ơi, tôi là cái gì đây? Đúng rồi. Phải rồi. Tôi là tội ác, tôi là sâu bọ, hay tôi là tất cả những gì xấu xa và tồi bại nhất trên đời. Bàn tay tôi, đầu óc tôi là một vực thẳm ghê người. Linh hồn tôi là một địa ngục, là một địa ngục khôn cùng giam hãm chính bản thân tôi. Tôi giết con tôi. Tôi giết chết con tôi. Đó là một kỳ tích mới, là một chiến thắng mới, một vinh quang mà tôi vừa chiếm lấy để được đứng chung trong hàng ngũ của hung thần. Ông khóc à? Ông không biết khóc nữa sao? Ông hãy nhìn kìa, bàn tay ông đã dính đầy máu của cha tôi, gương mặt ông dí đầy máu của con tôi. Máu đó, máu hận không biết bao nhiêu người. Với bàn chân ông là muôn trùng xác chết. Ông nghe chưa? Linh hồn đang đòi mạng ông đó. Đang đòi mạng đó. Đến đây đi. Đến đây mà đòi lại đi. Tôi trả mà. Tôi sẽ trả hết bao thù hận cho mọi người. Tôi không dám nói lên lời hối hận buồn màng. Tôi không dám nhận. Tôi không dám xin mọi người tha thứ. Bởi vì tôi là dòi bọ xấu xa. Trời ơi, mau mau ra dậy đầy hai cánh tay tôi, nó cuốn tôi đến tận cùng địa ngục. Ngồi trên kia là lũ ngưu đầu mã diện, trừng trị một tên can tội giết con mình. Không, tụi bay không có quyền xử tao. Tao là một ông hội đồng giàu có quyền quý. Áo tao mặc cơm tao ăn là máu xương đồng loại. Tao đang ngự trên bàn trong hố lửa, chờ đợi con mình gọi hai tiếng cha ơi. Gọi đi, kêu cha đi con, kêu cha ơi đi con. Trời ơi, trời, ông hội điên rồi, ông hội điên rồi. Con, bây giờ con biết tìm con tôi ở đâu đi. Con ơi, nếu con có mệnh hệ nào, chắc là má chết theo con. Tôi sẽ đi khắp các bệnh viện xem, có thể là họ đưa thằng nhỏ tới đó. Má, má. Ủa, trời, con tôi, con. Anh Tính, sao anh tìm bé Phúc vậy? Đưa cậu hai về nhà xong, tôi xin phép trở lại quán lấy ít đồ bỏ quên, thì thấy bé Phúc từ trên lầu xuống ngất xỉu, nên vội đưa đi nhà thương băng bó. Tạ ơn trời Phật đã phò hộ cho thằng nhỏ. Mô Phật. Ba, ba. Trời ơi, Phúc ơi. Ba làm sao vậy ba? Con đâu có sao đâu. Ba ơi, bà nội đâu ba? Phúc. À, con biết rồi. Ba nói người nào hay tụng kinh là bà nội. Vậy đây là bà nội rồi. Bà nội. Trời ơi, tại sao lại quá trái như vậy? À, đây đúng là ông nội rồi. Con chào ông nội. Ông nội, tôi là ông nội, tôi là chồng của má nó, tôi là ông nội của con tôi. Tôi là ông nội của con tôi. Ông nội. Má ơi, ông nội sao vậy má? Sao ai cũng buồn hết trơn vậy? Bộ con có lỗi hả? Vậy cho bé Phúc xin lỗi nha. Phúc, Phúc ơi, con đừng nói gì nữa hết. Theo má về đi con. Đi con. Không, con không về. Con ở đây với ba, bà nội. Con không đi đâu. Phúc, con không đi đâu. Con cãi má hả Phúc? Con xin lỗi má, cho con ở thêm với ba một chút nữa. Con nhớ ba, con thèm có ba quá à. Trời ơi, đi con. Thắm, Thắm ơi, bà xin cháu đừng vội bỏ ra đi, xin hãy để cho nó về lại cội nguồn, cho bà được đền bù những năm tháng đau thương. Thắm, chị đừng đi mà chị Thắm. Ơi hỡi cao xanh, ông nghe nở bài chi, thảm trạng thê lương cho chúa xót ngỡ ngàng. Vì sao đất bằng lại nổi phong ba, sầu mong yêu thương và đạo lý luân nghi thường đã là nắm mồ chôn. sự đời lắm cảnh nhiễu nhương, má đã cố tránh mà vẫn không sao tránh được. Bà ơi, đời con giờ đây coi như đã hết. Đau đớn tột cùng đã chôn chặt hồn con. Xin cho con được theo bà sớm mỏ chiều chuông, tìm quên lãng trong lời kinh tiên kệ. Thầm, em định đi tu thật sao? Cõi trần ai tôi đã chịu qua nhiều thử thách, giờ xin được an nhàn trong tiếng mõ hồi chuông. Tôi cũng không biết nói sao hơn. Thưa má, xin phép má cho con được sang hết giấy tờ sản nghiệp của ba cho bé Phúc. Còn con sẽ đi xa mà. Khang, con định đi đâu? Rồi nhà cửa làm sao? Ba con thì bây giờ đã điên dại như vậy. Con trở qua bên Tây mà. Con phải ra đi mới mong quên lãng được tất cả những chuyện này. Nhà cửa cứ giao lại cho anh Tính và Lài trông nom chăm sóc. Nhờ hai người làm ơn nuôi nấng, lo cho bé Phúc nên người. Tình cảnh này má cũng thấy như vậy là tốt nhất. Dạ, xin bà hãy yên tâm, con sẽ cố gắng chăm lo nhà cửa và săn sóc cho ông với cậu ba. Anh Khang, xin anh cứ yên lòng ra đi. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ trở về một ngày gần đây. Tôi cảm ơn anh và Lài nhiều lắm. Má, con sẽ về bệnh viện để thu xếp giấy tờ và ra đi. Má nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe má.